Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Chiều hôm nay thì nhà mình tưới phân cho cúc mâm xôi này mọi người. Trong cái cự phân này thì có kết hợp thêm một cái loại thuốc ha. Tưới kết hợp với phân để chuẩn bị tiến hành vô chân cho cái cúc mâm xôi. Trong cái video này thì mình sẽ nói về cái loại phân, loại thuốc mình sử dụng nha. Đây là cái cúc của mình này. Mình mới cắt ngắt đọt cách đây một ngày. Tại vì những cái đọt ở những cái nách chèo này thì nó có sẵn rồi. Cho nên lúc mình ngắt đọt một cái là cái đọt nó bắt đầu búng lên luôn này mọi người. Thấy đã không? Đọt thì rất chỉ là mập luôn. Và đọt ở nách chèo thì nó lên từ dưới lên trên luôn nha. Sau khi ngắt đọt xong thì mình cũng đã xịt một cái cự thuốc để bảo vệ cái vết thương cho cây này mọi người thấy không? Nó khô lại đây này. Ngày mình ngắt thì trời nắng mọi người. Rất chỉ là đẹp ha. Cây của mình thì mắt lá thì nó rất là gần nhau. Lá nở to, đọt đang lên rất mạnh. Hôm bữa cũng có một bạn hỏi mình là tại sao cái giai đoạn cây đang phát triển ha, đang đi đọt như thế này mà mình hay sử dụng 15-3-20. Thì mình nói thật với mọi người đó là phân thuốc á, thì mình sẽ thay đổi liên tục dựa trên cái tình trạng phát triển của cây. Đặc biệt đối với hoa kiểng nói chung và cái cúc mâm xôi nói riêng á mọi người, thì nó sẽ chịu hai cái sự tác động lớn nhất, đó là con người và môi trường, thời tiết. Mình tưới xịt cái gì lên cây thì cây nó sẽ hưởng được những cái điều đó. Cộng với cái việc môi trường và thời tiết nữa thì cây nó sẽ phát triển được tốt hơn. Cho nên là cái loại phân, loại thuốc mình cũng thay đổi lắm. Năm nay là mình tưới phân nó tương đối lộn xộn, bởi vì là thay đổi liên tục mà. Trời mưa liên tục cho nên là mình đi cái loại phân nó có lượng đạm nó cũng tương đối thấp ha, để giúp cho cây nó vẫn đi đọt, nhưng mà cây vừa được mập đọt vừa được cứng cây thì nó ít bệnh mọi người. Đó, mọi người thấy không, cây của mình mập, các mắt lá thì nó rất là gần nhau luôn, lên đọt cũng tương đối ok, đọt nó lên từ dưới lên trên luôn nha. Cái này là mình mới cây hai thôi, tầm 10 ngày nữa ha mình quay cho mọi người, thì mình tin là những cái đọt đó thì nó đã tràn lên trên mặt chậu hết rồi. Chiều nay thì nhà mình tưới phân này. Và đây là cái loại phân mình tưới. Chiều nay thì mình tưới cho 1.500 cây thì chỉ có 1 kg 20-10-10 thôi mọi người. 20-10-10 kết hợp với nửa hũ rừng rệ. Rừng rệ thì mình đang dùng loại này nè. Rừng rệ thì nó rất đa dạng, mọi người có thể thay đổi tùy theo cái thói quen và cách dùng. Nhà mình thì hiện tại thì đang hay dùng loại này. Còn cái hũ mà mình nói đây này, cái này là thuốc trừ bệnh nha mọi người, không lợ cổ rễ ha, khống chế khô vằn. Thường thường mà trước khi vào chân tầm 1 đến 2 ngày á, tưới phân á, thì nhà mình sẽ pha một cái hũ này chung với phân để tưới lên, để khi mình vô chân thì cây nó hạn chế được cái tình trạng là lợ cổ rễ ha. Tại vì cúc mâm xôi thì tương đối dài ngày mọi người. Đối với cái hàng năm cơi này là phải là gần 7 tháng ha. Cái bộ rễ mình phải chăm chút để làm sao mà từ khi mà mình ra con giống cho tới khi cây xuất vườn đó, thì bộ rễ của mình nó được khỏe mạnh, đẹp, cái cây của mình nó xuất vườn ok. Giai đoạn này thì mình đi 1.500 chậu cúc mà đi có 1 kg 20-10-10 thì nó vẫn tương đối ít nha mọi người. Nhưng mà với cái thời tiết mà mưa nhiều ha, mưa nhiều và cây mình thì nó đã có sẵn cái đòn như thế này rồi, thì mình đi cái lượng phân đó là ok nha. Đi ít đạm lại, mưa nhiều mình đi ít đạm lại để hạn chế cái tình trạng đó là nó bị dao lóng, bị giãn mắt lá. Đấy, mọi người đi phân thuốc lên cây á, thì nhìn cái cây của mình đẹp. Nhưng mà quan trọng là những cái mắt lá này nó gần nhau thì sau này cái tàn nó sẽ cứng. Mình tưới cự phân này thì tầm 2 ngày nữa ha, thì mới bắt đầu vô chân cho cây. Đó, ở chỗ mình thì cũng có một người, thì có một số người hay người ta cũng đang vô chân cho cây rồi đó. Ai lại đây quay cho mọi người xem cái cách tưới phân của mình. Cây thì phát triển tương đối đều, nói chung là cũng tương đối đều đều. Ngắt đọt ở đây thì mình ngắt bằng mặt chậu hoặc là thấp hơn mặt chậu 1-2 cm. Đây, nhà mình tưới phân thì rất chỉ là kỹ, tưới xung quanh cái vành chậu để cho cây nó ấm từ từ đó mọi người thấy.
tưới từng chậu một, không có tưới. Mình thấy có một số người tưới phân ấy, người ta tưới ào ào không ạ, nhanh lắm. Thì lý do vì sao mà tưới phân như vậy là tại vì cái phân này là mọi người nó nóng, và mình mà tưới mà nó dính vào trong cái thân của cây á thì nhiều khi nó sẽ không có bị chết liền đâu, nhưng mà về lâu về dài ha thì nó có thể sẽ bị cái phần mà bị dính phân đó. Mình tưới một cử, hai cử, ba cử á, nhiều khi mà nó dính hoài thì nó cũng gây ra những cái vết thương và cây nó dễ bị bệnh. Sau này mà đến cái giai đoạn làm bông rồi nuôi bông gì á, nó hay bị chết nhánh á mọi người. Đó. Giai đoạn này 1.500 mà đi có một ký phân ít quá không anh? Không hả? Anh đi ký phân này rồi tầm mấy ngày anh đi lại tiếp? À, giai đoạn này mình bắt dạn cái cự phân ra ha, tại vì mình tưới xong, mình tưới xong rồi cái hai ngày sau mình vô chân thì ở trong đó nó cũng có sẵn một số cái loại phân ở trong rồi, cho nên là sẽ dạn ra tầm khoảng một tuần đó, mới có đi lại cự phân. Lúc đó phân nó có thay đổi không? À, tới đó là xem có thử cây cây của mình nó phát triển như thế nào thì mình sẽ thay đổi để cho nó phù hợp. Hôm bữa cũng có bạn hỏi mình tưới phân cho cúc mâm xôi thì cần lưu ý cái điều gì ha? Thì tưới như vậy đó mọi người, mình tưới thì hạn chế làm sao mà phân nó đừng có dính vào trong thân, rồi là mình phải xem cái tình trạng cây của mình như thế nào thì mình đi cái loại phân cho phù hợp. Loại phân phù hợp rồi, nhưng mà cái lượng phân nữa mọi người. Cái này tưới xong có xả không? Đó à, khua xương lên một cái ha. Nhà mình thì có một cái thói quen, đó là khi mà tưới phân xong á thì thường thường là sẽ xả xương lên một cái mọi người. Đó nhỉ. Đây là những cái nước mà mình tưới phân nó còn dính lên trên lá này. Khua xương một cái thôi, rất chỉ là nhẹ để cho những cái này nó tuột xuống hết á. Rồi sáng ngày mai thì mình lại xả lại nước. Tại vì sao mình lại khua xương liền? Tại vì mình sợ nhiều khi á, ngày mai á mình xả không kỹ á mọi người. Cái chỗ nào mà xả không kỹ á thì nó cũng hay bị hư ở cái chỗ đó, cho nên là mình khua xương một cái. Đó. Có nhiều người thì người ta không có xả lại như vậy đâu. Người ta kêu rằng xả lại như vậy thì cái phần nó sẽ bị trôi đi ha, đi tuột mất ha. Nhưng mà mình thì không có sợ điều đó. Thì cái đó thì tùy vào cái thói quen và cái cách làm của mỗi người thôi. Mình làm sao thì mình đưa lên như vậy. Rồi cũng có một bạn hỏi mình nói là khi mà trước khi vô chân cho cái cúc mâm xôi thì cần chú ý điều gì không anh Hiệp? Không biết hả? Trả lời coi. Thì mình tưới cái loại thuốc đó đúng không? Mình tưới cái loại thuốc đó để bảo vệ cây. Thứ hai là theo cái cây của mình. Đó, như cây của mình ở đây thì rất là dễ luôn mọi người. Tại vì trong cái quá trình mà mình ra giỏ á, thì mình đã vén mô lên rồi. Đó, mình vô chân thì mình sẽ chia làm 3 lần. Đó là cây 2 xong này, cây 3 rồi cây 4. Đó là 3 lần như vậy. Cho nên là mình vô cây 2 thì mình chỉ vô một nắm nhỏ phả ra xung quanh như thế này. Và cái cây của mình nó được vén mô như thế này thì nó lại phát triển tốt hơn, chứ nó chả ảnh hưởng gì tới cái rễ ở trên này, nó chả lấp đến phần nào hết mọi người. Đó là một cái lợi thế mà của mình mà lúc vén mô ha. Vô chân dễ, rất chi là dễ luôn. Và cây nó không có bị lấp cái phần gốc. Tại vì cây mô của mình cao mà. Đó. Đây này, đó mình vén mô. Thì tới ngày đó thì mình sẽ làm video cho mọi người xem. Vô chân thì cũng vô bình thường thôi. Đợt này thì mình thấy cũng có rất nhiều người vô chân rồi. Nào, quay cho mọi người xem này. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc nha mọi người.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.